Giang Nguyễn tìm cách nói chuyện với con trai thứ ba của chị Kim Ngân. Mới đây, tại kênh Tiến Dũng Media, em họ Kim Ngân là Giang Nguyễn đã được mời đến để chia sẻ về cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ. Tại đây, Giang Nguyễn đã tiết lộ đôi điều. Tôi biết có rất nhiều YouTuber, kênh YouTube, trong đó có cả nghệ sĩ ở Việt Nam làm clip chửi bới, chỉ trích tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi vốn dĩ rất bận, một ngày phải đi làm 16 tiếng để lo cho công ty của mình, giờ phải lo cho thêm chị Kim Ngân nữa, nên lại càng bận. Nhưng tôi muốn lên tiếng một lần duy nhất để đính chính trước những người tung tin đồn nhảm, sai sự thật, ăn không nói có, ngậm máu phun người về tôi. Tôi nói thật, chỉ có các YouTuber đó bám theo tôi thôi, chứ từ khi Kim Ngân về nhà tôi ở, có rất nhiều điều tốt đến với gia đình tôi, nên tôi tin rằng mình làm đúng và cứ làm những gì mình cần làm, không cần quan tâm đến họ, ai nói sai sẽ phải chịu nhận nghiệp. Có một sư cô đã giúp Kim Ngân cách đây 7 năm, đã tìm đến nhà tôi tâm sự. Sư cô kể rằng, hồi trước đó có gặp Thúy Nga để cho tiền trợ giúp Kim Ngân, nhưng Thúy Nga chỉ biết cầm tiền rồi bảo sư cô đi lẹ đi, nên sư cô không vui và không muốn gặp Thúy Nga. Thậm chí, Thúy Nga còn tự cho mình quyền kiểm soát Kim Ngân, rồi bảo sư cô rằng muốn làm gì với chị Kim Ngân phải thông qua Thúy Nga trước, từ đó sư cô không gặp Kim Ngân nữa. Nhưng sau khi Kim Ngân bỏ Thúy Nga về nhà ở với tôi, sư cô cũng tới chơi với chị ấy, chở Kim Ngân đi chơi, đó là một điều khiến tôi rất vui. Nhiều người có lòng khác, bạn bè của chị Kim Ngân cũng đến nhà tôi chơi như nhạc sĩ anh tài. Hôm nọ, tôi đi dự tiệc có gặp chị ca sĩ Cam Thơ. Chị Cam Thơ cũng bảo sẽ hẹn một vài người bạn của chị Kim Ngân tới nói chuyện với chị ấy. Còn một tin vui nữa là tôi đã tìm cách nói chuyện với người con trai thứ ba của chị Kim Ngân. Hy vọng một ngày sớm nhất gần đây sẽ có buổi để hai mẹ con họ cùng gặp mặt nhau. Tôi không lợi dụng gì chị Kim Ngân hết vì tôi không có kênh YouTube. Tôi không cần đưa quá nhiều hình ảnh của chị Kim Ngân lên mạng vì tôi chỉ muốn giúp tinh thần của chị ấy được tốt hơn. Các hình ảnh của chị Kim Ngân vốn đã được quá nhiều kênh YouTube của Thúy Nga đã rồi nên tôi không cần làm điều đó nữa. Trong khi em họ Kim Ngân ra sức chỉ trích Thúy Nga thì mẹ và em gái nữ ca sĩ lại một mực cảm ơn danh hài. Theo đó, mẹ Kim Ngân gửi tâm thư tới khán giả. Về phần con và cháu, tôi đã khuyên chúng gửi lời cảm ơn Thúy Nga và khán giả. Con cháu tôi đã nghe lời, gửi lời cảm ơn Thúy Nga. Còn về phần cháu Giang Nguyễn, đang tự nhận em họ Kim Ngân, ngày đêm chỉ trích Thúy Nga và đòi lo cho Kim Ngân thay Thúy Nga. Tôi không giao quyền gì cho cháu này hết, tôi cũng đã khuyên cháu nên gửi lời cảm ơn Thúy Nga, nhưng con mình nhiều khi nói nó còn không nghe, huống chi là cháu dắt họ xa. Em gái Kim Ngân cũng chia sẻ, tôi coi hầu hết các clip Thúy Nga quay chị Kim Ngân, chỉ có đoạn chị ấy ngủ ở khu máy giặt là tôi bật khóc vì xúc động quá nên không dám coi. Tôi thương chị Kim Ngân, thấy tội nghiệp chị ấy quá, đến chỗ rửa mặt cũng không có, phải ngủ ngoài đường. Còn những clip Thúy Nga đi chơi với Kim Ngân, tôi coi và vui mừng vì chị ấy được lo cho đầy đủ, ăn uống ngon lành. Tới khi Thúy Nga mướn phòng cho chị Kim Ngân, tôi hạnh phúc lắm. Gia đình chủ nhà thương chị Kim Ngân thật lòng. Ai coi cũng biết, chứ không giả bộ được, Thúy Nga làm gì cũng để tốt cho Kim Ngân hết. Không như những gì người ta nói.